Cuộc họp nội các Hàn Quốc ngày 4 tháng 4 do Tổng thống Yun Song Nhoi chủ trì đã thông qua việc dùng quyền phủ quyết của Tổng thống, tức yêu cầu thẩm định lại sự thảo sửa đổi luật quản lý ngũ cốc. Tổng thống Yun cho biết lý do phủ quyết là bởi sự thảo sửa đổi luật quản lý ngũ cốc là một sự luật dân túy điển hình, không giúp ích cho sự phát triển của ngành nông nghiệp. Ông Yun lấy làm tiếc vì dự luật được đơn phương thông qua mà không được thảo luận một cách đúng đắn, trong khi chính phủ đã liên tục giải thích về những tác động tiêu cực từ dự luật. Sự thảo này có nội dung bắt buộc chính phủ phải thu mua lượng gạo sản xuất dư thừa để quản lý giá gạo, nếu sản lượng gạo dư thừa chiếm trên 3% tổng sản lượng gạo của vụ đó hoặc khi giá gạo giảm trên 5%. Theo tổng thống Yun, việc chính phủ thu mua tất cả số gạo dư thừa trên thị trường bằng tiền thuế mà người dân phải đổ mồ hôi và xương máu để nộp, bất kể thị trường tiêu thụ gạo ra sao, chính là biện pháp mua cưỡng chế gạo dư thừa. Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia cũng cho thấy, nếu sản xuất gạo dư thừa thì sẽ khiến gạo bị rớt giá, gây bất ổn thu nhập cho hộ nông dân. Do đó, quyết định phủ quyết sự thảo sửa đổi luật quản lý ngũ cốc được đưa ra dựa trên sự cân nhắc trên cũng như ý kiến thu thập từ dư luận. Ông Yun cho biết, sau khi dự thảo luật này được thông qua tại Quốc hội, hơn 40 tổ chức dân sự ngành nông nghiệp đã yêu cầu phải thảo luận lại toàn diện dự thảo luật này. Tổng thống Yun dự kiến sẽ sớm thực hiện quyền phủ quyết với dự thảo sửa đổi luật trên. Đây sẽ là lần đầu tiên sau 7 năm kể từ năm 2016 và là lần thứ 67 trong lịch sử lập hiến của Hàn Quốc một sự thảo luật bị Tổng thống dùng quyền phủ quyết. Dự thảo sửa đổi luật quản lý ngũ cốc sẽ vẫn có thể được tái thông qua tại Quốc hội với điều kiện có hơn một nửa nghị sĩ tại Quốc hội tham gia và được hơn 2 phần 3 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu tán thành. Tuy nhiên, đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân hiện đang phản đối kịch liệt nên dự thảo sửa đổi luật quản lý ngũ cốc có thể sẽ bị hủy bỏ trong khi đó đảng đối lập dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ xúc tiến đề xuất lại một sự luật mới có nội dung tương tự